Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay sau một thời gian dài chúng ta nghỉ ngơi thì chương trình talk show Vì sao tôi theo đạo Phật lại được chính thức khởi động trở lại. Kính thưa quý vị, có thể nói từ lâu chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật đã có một sức hút rất lớn đối với lại tất cả quý vị khán giả, bởi vì trong chương trình này chúng ta sẽ được gặp gỡ những nhân vật ở trong showbiz. Họ là những người có nhân duyên đặc biệt đối với Phật Pháp, họ có niềm tin sâu sắc ở nơi lời dạy của Đức Phật, họ đã ứng dụng và thực hành những lời dạy của Đức Phật để có được an lạc, hạnh phúc trong đời sống. Và trong số lần này của chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp gỡ một nhân vật rất đặc biệt. Và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt lên màn hình để theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây. Nguyễn Phương Khánh, nét đẹp của trí tuệ, nhan sắc và lòng nhân ái. Nguyễn Phương Khánh, người đẹp đến từ Bến Tre, là một cái tên không còn xa lạ với những người yêu mến nhan sắc Việt Nam. Cô được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Trái đất năm 2018, thành tích nhan sắc cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi này. Phương Khánh không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi trí tuệ và bản lĩnh. Danh hiệu Hoa hậu Trái đất năm 2018 mà cô đạt được đã khẳng định nhan sắc rạng rỡ, trí tuệ sắc sảo và trái tim nhân ái của người đẹp đến từ miền Tây sông nước. Với thành tích vang dội tại Hoa hậu Trái đất năm 2018, Phương Khánh đã trở thành niềm tự hào của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh vẻ ngoài nổi bật, Phương Khánh còn được biết đến với lòng thành kính hướng Phật và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu, cô đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, thể hiện trách nhiệm xã hội và truyền cảm hứng cho giới trẻ. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, cô đã sáng tác nhiều bức tranh, cổ vũ tinh thần tuyến đầu, thể hiện sự động viên và tri ân đối với những chiến binh áo trắng và các tình nguyện viên tham gia chống dịch. Phương Khánh cũng là một trong số ít những người đẹp tham gia hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư, trao đi hy vọng cho các hoàn cảnh yếu thế vươn lên từ bệnh tật trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, cô còn được vinh dự trở thành đại sứ cho chương trình thiện nguyện cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển do Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hình ảnh một hoa hậu trái đất giản dị, nhiệt tình trong những hoạt động thiện nguyện đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. Là một người mến mộ đạo Phật từ nhỏ, Phương Khánh luôn giữ gìn những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo. Cô thường xuyên đến chùa cầu bình an, tham gia các khóa tu và lễ hội Phật giáo. Những hoạt động này giúp cô sống thanh thản, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người. Với những nỗ lực của mình, Nguyễn Phương Khánh đã trở thành hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Không chỉ là một hoa hậu tài sắc vẹn toàn, cô còn là nguồn cảm hứng cho giới trẻ, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Vâng, kính thưa quý vị, như quý vị đã theo dõi đoạn clip ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết được vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay là ai. Và ngay bây giờ, xin toàn thể đại chúng hãy dâng cho một tràng pháo tay thật giòn giả, thật nồng nhiệt để đón chào Miss Earth 2018 Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh. Xin chào Phương Khánh, xin mời bạn ngồi ạ. À,
Lời đầu tiên thì Trí Dũng xin thay mặt cho ban tổ chức chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật gửi một lời tri ân đối với lại Hoa hậu Phương Khánh, bởi vì bạn đã nhận lời mời của ban tổ chức để có mặt tại đây và đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Thì Trí Dũng vẫn biết là đối với lại một Hoa hậu nổi tiếng thì cái việc mà bạn xuất hiện ở trước công chúng là một cái điều thường xuyên rồi, nhưng không biết là ngày hôm nay khi mà bạn có mặt ở tại chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật ở tại không gian chánh điện của chùa Giác Ngộ và có đông đảo các Phật tử, đặc biệt là các bạn trẻ, thì lúc này bạn có cảm xúc gì không? Xin mời bạn. Alo, dạ. Dạ, lời đầu tiên xin gửi lời chào tới thầy Trí Dũng và xin chân thành gửi lời chào tới tất cả quý vị có mặt ở đây ngày hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên Khánh được đặt chân đến chùa Giác Ngộ, cũng như cũng là lần đầu tiên mình có thể chia sẻ nhiều hơn về những cảm nghĩ của mình mỗi khi đọc kinh và những điều mà mình nhận ra sau khi mà mình có thể gọi là hiểu một phần nào đó về kinh Phật. Cho nên Khánh rất mong rằng ngày hôm nay có thể chia sẻ được những điều hữu ích, đặc biệt nhất là có thể giúp cho các bạn trẻ có thể tìm đến đạo Phật sớm hơn. Trước khi mà Phương Khánh trở thành một hoa hậu nổi tiếng, được mọi người biết đến, thì ở trong cái tuổi thơ của bạn, bạn có những cái kỷ niệm, những cái dấu ấn nào mà đáng nhớ không? Xin mời bạn chia sẻ. Dạ, thì là một người con của Phật giáo, bởi vì Khánh, nhà của Khánh ở kế bên nhà là có một cái chùa Quan Âm, và mình cũng hay đến sân chùa chơi từ nhỏ, hoặc là những cái dịp lễ Tết được ba mẹ chở đi chùa. Và cũng một cái điều đặc biệt là khi mà Khánh có thời gian du học ở Singapore thì gần nhà cũng lại có một ngôi chùa nữa, cho nên mình cũng thường rất là hay đi chùa để có thể cầu nguyện cho thi đậu. Và cái duyên của mình gắn với chùa nó cũng xuyên suốt cả một cái hành trình, cả một quá trình trưởng thành. Cho nên là Khánh cảm thấy rằng là đã tầm khoảng năm 20, đầu năm 2023 thì mình bắt đầu tự nhiên cái mua kinh Phật về đọc. Thì cái lúc đó mình cũng không biết là mình đọc để cầu nguyện điều gì, nhưng mà mỗi càng đọc thì mình lại càng cảm thấy là có rất là nhiều điều mở trong kinh Phật. Khi mà mình nghĩ ra, mình hiểu được thì nó lại rất là thích hợp để mình áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Cho nên đó là những điều mà Khánh có cái duyên đối với đạo Phật như vậy. Trí Dũng cũng có theo dõi về cái hành trình của Phương Khánh. Thì khi mà bạn thi cái cuộc thi Miss Earth vào năm 2018 và bạn đã đạt được cái danh hiệu cao quý nhất và trở thành Hoa hậu, và bạn đã đem lại một cái niềm tự hào rất là lớn cho đất nước Việt Nam, bởi vì là hình như là tính cho đến thời điểm hiện tại thì Phương Khánh là người duy nhất của Việt Nam đăng quang tại cuộc thi này, và bạn cũng là người đầu tiên được cái vinh dự đó. Thì không biết là trước khi mà bạn tham dự cái cuộc thi Hoa hậu Miss Earth đó, thì bạn có nghĩ là mình sẽ trở thành hoa hậu không? Trước đó thì bạn có cái dự định là bạn một cái ngành nghề hay là một cái định hướng nào không? Hay là bạn đã từ đầu là bạn đã định hướng cho mình là mình sẽ trở thành một hoa hậu? Xin mời bạn chia sẻ. Dạ, con cảm ơn câu hỏi của thầy. Thì cái hành trình hoa hậu của con nó cũng khá là ngộ, là tại vì nghe con có một anh hai là anh ấy làm nghề trang điểm, thì ảnh rất là hay trang điểm cho các bạn đi thi hoa hậu. Thì có một cô em gái, cho nên chắc chắn là ảnh cũng sẽ mong muốn là mình sẽ làm cho cô em của mình đăng quang trong một cuộc thi.
Thì nhưng mà một cái là con rất là lúc đó do chỉ định hướng là mình chỉ đi học, tìm một cái nghề và có một cái thu nhập ổn định. Cho nên mỗi lần mà hai anh em nói chuyện về cái việc đi thi Hoa hậu là cãi nhau. Có những lúc mà đến lúc mà có thể gọi là tranh luận một cách là quá nóng nảy luôn. Và tự nhiên một ngày vào năm cuối năm 2017 đi cà phê với bạn, thì bạn nó đang bạn nó mới nói là ngày mai ta đi thi Hoa hậu, thì bây giờ mày đi với ta đi, không đậu cũng không sao. Thì cái lúc đó là do ở đang ở Singapore bay về Việt Nam thì chỉ để đi chơi gặp bạn bè thôi. Cái nói là thôi cứ đi đại vậy để ủng hộ cho bạn của mình. Thì sau đó không biết thi làm sao cái tự nhiên thành á hậu. Cái tự nhiên cái lúc đó cảm thấy là mình cũng không có đẹp như mọi người, nhưng mà cái điều mà con tự tin nhất là kỹ năng giao tiếp ứng xử. Và với một cái tâm thế là mình đi thi để trải nghiệm thôi, nhưng mà không ngờ là cái sự may mắn nó lại giúp đỡ cho mình là mình lại đăng quang là được á hậu 2. Thì từ đó mình mới có cái đà để mà bắt đầu đi thi cuộc thi quốc tế. Nhưng mà khi đi quốc tế á, thì con mới thấy là có rất là nhiều anh chị đi trước mà họ không có đạt được cái thứ hạng cao. Cho nên con cũng không có đặt bản thân của mình là sẽ đăng quang hay cái gì hết. Cho nên là trôi xuyên suốt cái quá trình thi một tháng đó con chỉ có ăn với lại đi chơi thôi. Là tại vì mình sẽ luôn đặt trong là mình vẫn sẽ đứng ở đó và mình mỗi lần tới cái phần thi của mình sẽ thực hiện tốt nhất. Nhưng mà vẫn sẽ luôn giữ một cái tâm thế là thoải mái nhất và sẽ tận hưởng tất cả những cái khoảng thời gian mà con có mặt ở đó. Bởi vì đối với con cái lúc đó là khi mình được đại diện Việt Nam đi thi là một cái ơn phước rất là lớn rồi. Cho nên mình sẽ sống thật trọn vẹn từng giây phút ngay cái lúc đó. Và đó chính là con nghĩ nó cũng là một cái phần để khiến cho mình tỏa sáng hơn và được sự chú ý nhiều hơn. Bởi vì mỗi hành động con làm đều là ngay khoảnh khắc đó. Và rất may mắn là mình đã được gọi tên để đăng quang. Cho nên là nó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Vâng, thật là tuyệt vời. Chí Dũng nghĩ rằng là có lẽ chính bởi vì cái mà sự thoải mái, cái sự vô tư của bạn, bạn enjoy được những cái khoảnh khắc khi mà bạn đi thi cái cuộc thi Hoa hậu, cái yếu tố đó đã góp phần làm nên cái chiến thắng của bạn. Thật ra bản thân của Chí Dũng, khi mà Chí Dũng mỗi khi mình nhắc đến cái chuyện thi cử thì Chí Dũng cũng rất là áp lực. Và Chí Dũng nghĩ rằng là không phải riêng Chí Dũng đâu mà rất là nhiều quý vị khán giả, mỗi khi mà mình nghe đến chữ thi thôi là mình thấy áp lực rồi. Nhưng mà Phương Khánh là bạn lại có được một cái sự thoải mái, một cái sự vô tư như vậy thì đó quả là một cái điều đáng quý. Có người thì họ hay nói là Hoa hậu họ xem như là một cái nghề. Chí Dũng từng đọc được cái câu là Hoa hậu là một cái nghề, sắc đẹp là một tài năng. Đó là cái quan điểm của một số người. Thì Phương Khánh có cái suy nghĩ nào về cái câu nói đó? Và khi mà bạn đi thi Hoa hậu đó thì bạn có nghĩ rằng là cái mong muốn của bạn là đạt được danh hiệu để thay đổi cuộc đời của mình không? Dạ, cảm ơn câu hỏi của thầy. Thì con cũng có nghe một số những cái quan điểm về cái việc mà Hoa hậu là một cái nghề. Nhưng mà với quan điểm nào thì nó cũng đúng cho cá nhân đó, bởi vì họ tin tưởng vào một quan điểm đó. Còn với quan điểm của con thì Hoa hậu là một danh hiệu, là một danh xưng và một thành công mình đạt được. Cho nên đối với con thì nó sẽ không phải là một cái nghề cho bản thân của con. Bởi vì khi mà con đi học ở Sinh á, thì đã luôn xác định rằng là phải có một cái công việc, đạt được một cái thành tựu nào đó, và tiếp theo đó là mình sẽ có một cái nguồn thu nhập ổn định, thì và mình sẽ cống hiến cho cái công việc đó. Thì nói chung Hoa hậu thì nó cũng sẽ giống như vậy thôi, mình vẫn sẽ cống hiến cho cái công việc thiện nguyện suốt đời, nhưng mà cũng sẽ có nhiều cái công việc khác nó cũng là làm công việc thiện nguyện. Cho nên đối với con sẽ sử dụng cái danh hiệu là Hoa hậu để có thể cống hiến cho những cái mục tiêu và công việc sắp tới của con. Đó chính là điều mà con luôn tin tưởng.
Và con cũng rất mong rằng với tất cả những ai có mong muốn đi thi Hoa hậu thì khi mình đoạt giải hay không đoạt giải, nó sẽ là một cái việc là mình đạt được cái thành tựu đó hay không. Và kể cả khi mà mình thất bại thì đó cũng sẽ là một cái kiến thức, một cái kinh nghiệm mà để cho mình sẽ sử dụng nó sau này. Cho nên đó là cái điều mà con tin tưởng. Vâng, thật là tuyệt vời. Không biết sau khi mà nghe bạn Phương Khánh chia sẻ thì có bạn nào ngồi đây có mong muốn đi thi Hoa hậu không ạ? Cũng có rất nhiều bạn mong muốn đúng không? Trí Dũng cũng có theo dõi, biết cái thông tin về cái cuộc thi Miss Earth. Thì rõ ràng chúng ta đều thấy rằng là từ trước đến giờ khi mà các đại diện của đất nước chúng ta đi thi quốc tế thì cái mà đăng quang được cái ngôi vị cao nhất thì rất là ít. Và trong cái cuộc thi năm đó thì Chí Dũng nghĩ rằng là khi mà Phương Khánh đi tham dự thì các cái đối thủ những cái nước khác thì cũng là những cái đối thủ rất là nặng ký. Vậy thì Phương Khánh nghĩ rằng là cái yếu tố nào ở Phương Khánh đã giúp cho bạn đăng quang được ngôi vị cao nhất? Thực sự ra thì trong suốt 6 năm sau khi mà đăng quang thì con cũng đã nghĩ lại là làm cách nào để con có thể đánh bại tới 87 nước mà con đăng quang. Thì con nghĩ rằng là mình đã cống hiến hết tất cả mọi sức lực của mình ngay trong cái giờ phút đó, và luôn luôn tỉnh thức ở mỗi hành động của mình, đặc biệt nhất là mỗi lần bước lên sân khấu là con sẽ không bao giờ để tất cả những cái suy nghĩ khác nó làm ảnh hưởng tới cái tâm trạng, hay là bất kỳ một cái gì nó xảy ra xung quanh, chẳng hạn như là có những cái người đang nói chuyện hoặc là họ sao nhãng mình, họ không lắng nghe mình, những cái yếu tố đó đôi khi nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái thể hiện của mình. Nhưng mà lúc đó thì con mặc kệ hết, mà mình chỉ tập trung vào cái lời mà mình nói ra và cái sự truyền đạt của mình. Thì con nghĩ là con đã làm tốt được cái phần đó. Và với tất cả, và với cái phần mà ở sau sân khấu thì mình luôn đối xử chan hòa với tất cả mọi người xung quanh. Và trong cái lúc thi thì cũng sẽ có những cái việc mà hiểu lầm nhau, nhưng mà mình vẫn sẽ với một cái tâm thế nhẹ nhàng nhất để mà mình giải quyết tất cả các hiểu lầm. Thì con nghĩ đó chính là một cái mà khiến cho tổ chức tại Philippines họ cảm thấy mình xứng đáng và có thể làm việc hợp tác nhau lâu dài. Người ta vẫn thường hay nói là gia đình là một cái điểm tựa tinh thần rất là lớn đối với mỗi người. Chí Dũng thấy có nhiều người khi mà quyết định đi thi Hoa hậu thì gia đình phản đối rất là kịch liệt đó, bởi vì ba mẹ nghĩ rằng là khi mà thi cái này thì giống như là một cái sự hên xui, mà không có được một cái sự ổn định ở trong đời sống. Thì đối với lại Phương Khánh á, khi mà bạn quyết định bạn đi thi Hoa hậu thì gia đình của bạn có ủng hộ bạn không? Dạ, con may mắn là có được gia đình ủng hộ rất nhiều, đặc biệt là anh hai là làm về nghề trang điểm, cho nên là được anh hai chỉ dạy trang điểm tóc tai như thế nào. Còn em trai thì lại rất giỏi về cái việc là stylist và quần áo, cho nên là có hai anh em ở bên cạnh hỗ trợ, cho nên là đó cũng là một cái để mà khiến cho mình thật sự tỏa sáng, bởi vì gia đình luôn ở bên cạnh tin tưởng. Và cái ngày mà đăng quang thì mẹ con cũng đến Philippines, mà cái lúc đó cũng vui lắm, là tại vì cái lúc mà con đi thi thì không có nhiều người biết, tại mình đang chỉ là một cô sinh viên thôi, chứ không chưa từng hoạt động trong showbiz. Cho nên là khi mà cái ngày đêm đó là chỉ có gia đình con là người Việt Nam ở đó và có một số mấy anh chị khác nữa. Khi mà bắt đầu Việt Nam được tiến vào vòng trong hơn, mà các khán giả khác là người ủng hộ của các đại diện nước khác á, mà khi họ thấy Việt Nam mà thấy gia đình mình cổ vũ sung quá thì họ cũng phụ cổ vũ luôn.
Cho nên đó là một cái mà mình rất là biết ơn là gia đình cũng như là tất cả mọi người có mặt ở đó ngày hôm đó đã ủng hộ cho con ạ. Có một cái câu nói mà Chí Dũng rất là thích. Cái câu nói đó là áp lực thì tạo nên kim cương. Thì như hồi nãy mà lúc mà Phương Khánh chia sẻ, Chí Dũng có nghe là bạn có nói là khi mà bạn tham dự cái cuộc thi Hoa hậu trái đất thì bạn cũng có đối diện với lại một số cái hiểu lầm, một số cái hiểu lầm. Thì khi mà bạn tham dự cái cuộc thi đó thì bạn có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết là bạn đã đối mặt với lại những cái khó khăn, những cái thử thách nào? Dạ, mà về khó khăn thử thách thì nó cũng sẽ trải dài, và con nghĩ là khó khăn đó nó cũng sẽ gặp cho với tất cả các bạn đã từng đại diện Việt Nam đi thi. Chẳng hạn như là về bất đồng ngôn ngữ, kể cả khi mình nói được tiếng Anh nhưng mà qua tới bên đó rồi thì nhiều khi mình nói mà người ta cũng khó hiểu mình, và cái đó mình cần phải ngồi xuống để mà mình giải quyết. Hoặc là có một số những tin đồn, bởi vì thầy thấy là một nhóm gần 90 người con gái từ khắp nơi trên thế giới ở cùng với nhau một tháng chắc chắn nó sẽ có vấn đề. Cho nên là mỗi lần mà có những cái việc mà nó xảy ra mà khi mà nó trực tiếp đến với mình á, thì con sẽ nói chuyện với lại những cái người quản lý thí sinh, những cái người trực thuộc ở đó để có họ, và mình sẽ cùng với họ giải quyết những cái mâu thuẫn. Chẳng hạn như là nhiều lúc là những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ trong cái vấn đề là quần áo, trang phục. Đặc biệt nhất là khi mà tất cả các dàn thí sinh phải đi ra mà trang phục nó lẫn lộn nhau hết á, là mình phải giải quyết ngay lúc đó liền. Thì con cũng rất may là mình cũng có đủ khả năng để nói chuyện và giải quyết được nhiều cái mâu thuẫn. Thì nhưng mà sau đó, kể cả sau khi kết thúc cuộc thi, thì từ mâu thuẫn mới hóa thành bạn bè. Và những cái người, đặc biệt là những người mà có một số bạn đã từng có những cái hiểu lầm với mình, nhưng mà sau này lại là những cái người là bạn của mình tới bây giờ. Cho nên là chỉ cần giữ hòa vi quý mà mình luôn luôn yêu thương mọi người thì con nghĩ là nó sẽ giải quyết hết tất cả những hiểu lầm. Vâng, thật là tuyệt vời thưa quý vị. Chí Dũng được biết là cái cuộc thi Hoa hậu trái đất mà Phương Khánh tham dự đó là một trong những cái cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Thì bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái đặc trưng, cái nét đặc biệt của cái cuộc thi Hoa hậu trái đất là gì không? Dạ, có một cái điểm mà con cũng từng thấy rất là nhiều, đó chính là cái sự so sánh giữa nhiều cuộc thi với nhau. Nhưng mà thực ra do Hoa hậu trái đất thiên hướng là chủ đề là chủ yếu tập trung về môi trường, cho nên hình ảnh các bạn hoa hậu đi nhặt rác rất nhiều, và đôi khi là mình nhặt rác mình không thể nào mà mặc những bộ đồ hoặc là trang điểm phấn son được. Cho nên là giữ những cái gì mà đơn giản nhất để mà phục vụ cho cái việc là mình nhặt rác tốt nhất thôi. Và một cái là đó chính là một cái mà khiến cho con thấy rất là yêu quý cuộc thi này. Đặc biệt hơn là mình có cái cơ hội tiếp xúc với người dân và mình hiểu thêm về văn hóa của từng đất nước mà con được đi qua. Ngày trước đó, con cũng từng mơ ước là có thể được đi du lịch thế giới, và mình cũng chưa đủ khả năng. Nhưng mà sau khi đăng quang thì mình đã có được cái cơ hội đó. Con được đi tới mười mấy nước lận. Cho nên là tới mỗi nước là mình nhặt rác. Cứ tới mỗi nước mình nhặt rác, mà mình nhặt với lại trẻ con, mình nhặt với lại người lớn, mình nhặt với lại công an, hoặc là với tất cả mọi người luôn. Và mình học được rất nhiều điều từ họ. Cho nên con thấy rằng là mình không chỉ đến nơi đó để mình thực hiện thật đẹp cái nhiệm kỳ của mình, mà mình đến đó để mình học nữa. Yeah. Sau khi mà bạn đăng quang ngôi vị Hoa hậu trái đất á, thì cái cuộc sống của bạn có những cái thay đổi nhiều không? Bạn có nghĩ là trước khi mà bạn đăng quang á, bạn có nghĩ rằng là một ngày nào đó Nguyễn Phương Khánh sẽ trở thành một hoa hậu nổi tiếng không? Dạ, thực sự là cuộc sống thay đổi rất là nhiều sau khi đăng quang. Có thể nói là mình có được rất nhiều cơ hội để mình làm việc,
và mình cũng sẽ có thêm được rất nhiều thử thách. Và con rất cảm ơn, bởi vì kể cả sau khi con đăng quang, con chưa bao giờ cảm thấy rằng là mình đánh mất chính mình. Mình sẽ không bị những cái nó quá tốt đẹp đến với mình, mà mình sẽ đánh mất đi những cái điều trân quý nhất của bản thân. Con vẫn sống mỗi ngày, vẫn đều đặn, có thể gọi là ngồi thiền hoặc là hít thở, đọc kinh. Và đặc biệt nhất là con đã thêu được và học được nhiều kỹ năng mới. Cho nên con nghĩ rằng là cho dù bạn thành công hay thất bại, chỉ cần bạn là chính bạn thôi. Và mình cứ cố gắng mỗi ngày, không có ngày nào mình được chùn bước hết, thì thành công sẽ tự nhiên đến. Xin thưa với đại chúng, thật ra khi mà bản thân của Trí Dũng tiếp xúc với lại Hoa hậu Phương Khánh thì Trí Dũng cảm thấy rằng là Phương Khánh rất là friendly, rất là gần gũi. Có nhiều người Trí Dũng biết, dĩ nhiên là khi mà trở thành một cái người nổi tiếng thì không phải tất cả, nhưng mà rất là dễ bị một cái bệnh gọi là cái bệnh ngôi sao. Tức là mình trong cuộc sống mình hay nói là chảnh chọe đó. Nhưng mà ở đây thì đối với lại Phương Khánh, khi mà Trí Dũng tiếp xúc thì Trí Dũng cảm thấy rằng Phương Khánh có một cái sự rất là gần gũi trong đó. Và như là cái sự chia sẻ của Phương Khánh á, thì là dù bạn đã được công chúng biết đến nhiều, bạn đã đăng quang một cái ngôi vị hoa hậu quốc tế, nhưng mà bạn vẫn không đánh mất chính mình. Trí Dũng nghĩ rằng cái điểm này là một cái gương sáng rất là hay để cho tất cả chúng ta học hỏi. Bởi vì ở trong cuộc sống á, nhiều khi có những người Trí Dũng thấy là trước khi mà họ đạt được một cái thành công nào đó, họ được mọi người biết đến, thì họ đã từng là những cái người rất là dễ thương, rất là cute. Nhưng mà sau khi mà họ được một chút xíu những cái danh tiếng thì họ lại bắt đầu thay đổi. Nhưng mà rõ ràng ở đây mà Phương Khánh, bạn vẫn giữ được cái sự chân chất, cái sự gần gũi của một cái người con miền Tây, thì đó là một cái điều rất là đáng quý, và Trí Dũng rất là trân trọng cái điều đó. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Nguyễn Phương Khánh. Thì khi mà Phương Khánh, bạn trở thành Hoa hậu Trái đất rồi, bạn có những cái hoạt động nào mà bạn tâm đắc, những cái điều mà bạn đã thấy bản thân mình cống hiến được cho cộng đồng, bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không? Dạ, một cái điều mà Khánh cảm thấy biết ơn đó chính là rất là nhiều tổ chức họ đã tin tưởng Khánh và cho Khánh tham gia vào những cái công việc thiện nguyện của các tổ chức. Thì Khánh nghĩ rằng là đó là một điều mà Khánh phải làm và phải cố gắng làm thật tốt. Cho nên không, thật sự con không dám là mình nói là mình sẽ cống hiến được cái gì cho cộng đồng, mà con chỉ mong rằng là mình những cái điều nhỏ nhất mà con có thể chia sẻ thì sẽ mang đến một cái niềm vui nhỏ nhỏ cho tất cả mọi người. Giống như cái việc mà lúc trước khi mà có một số bạn cũng có nói là cái việc hiến tóc là có thể gọi là làm màu, nhưng mà con nghĩ là tóc của mình thì cũng sẽ dài ra, và sẵn đây mình cũng đổi kiểu thì thôi mình hiến tóc của mình cho bệnh nhân ung thư, thì sẽ có thêm một người bệnh nhân có được một mái tóc đẹp. Cho nên Khánh, mình mỗi ngày mình làm những cái điều nhỏ nhỏ là đó là một cái điều mà mình có thể chia sẻ cho cộng đồng, cho những người xung quanh của mình. Đặc biệt nhất là con rất là thích để mà chia sẻ những cái lời động viên đối với các bạn trẻ, và cũng có cái cơ hội để mà làm việc với các bạn trẻ rất là nhiều. Thì với những ai mà đang gặp khó khăn thì con cũng sẽ dành thời gian để đưa ra lời khuyên, động viên. Thì nhưng mà một cái nữa là họ cũng dạy cho con lại một điều là bất kể lứa tuổi nào cũng sẽ có những khó khăn, những cái lúc mà họ chùn bước, thì cái lúc đó mình sẽ động viên họ. Và đến khi con nghĩ rằng nếu như mà con có những cái lúc chùn bước thì những cái bạn trẻ đó sẽ là người vượt con dậy. Vâng, thật là tuyệt vời thưa quý vị. Chúng ta có thể thấy rằng là Phương Khánh là một cô hoa hậu
có một cái tấm lòng rất là nhân ái. À, tất cả mọi những cái việc làm của Phương Khánh á, lúc nào là cô ấy cũng đặt cái lợi ích của mọi người lên trên hết. Chí Dũng cũng có một cái điều thắc mắc nho nhỏ, đó là nếu mà bây giờ mà bạn nhìn lại cái chặng hành trình của bạn á, cho đến hiện tại, thì bạn có bằng lòng không? Và bạn có hối tiếc một cái điều gì không? Hay là cho đến hiện tại là bạn cảm thấy là everything is okay hết? Dạ, với thời điểm hiện tại thì tất cả mọi thứ đã đủ. Con cảm thấy là rất là hạnh phúc đối với cuộc sống của mình. Nếu như mà hối tiếc thì chắc là do nhiều lúc làm nhiều quá, đi các nước mà chưa kịp ăn đủ món. Dạ, có nhiều lúc mà đi tới rất là nhiều nước, có nhiều cái bàn buffet thịnh soạn như này, nhưng mà mình lo mình làm việc quá, cái xong quay lại cái hết trơn. Xin được cảm ơn Phương Khánh rất nhiều. Vừa rồi á, chúng ta đã được nghe những cái lời chia sẻ, những cái mà tâm tình rất là gần gũi về cái cuộc sống của Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng, trọng tâm nhất của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Đó chính là như cái chủ đề của chương trình: Vì sao tôi theo Đạo Phật? Thì tất cả những khán giả khi mà theo dõi Phương Khánh á, thì mọi người đều thấy rằng là bạn cũng có đăng những cái hình ảnh về Phật Pháp. Thì Phương Khánh có thể chia sẻ cho tất cả mọi người là cái nhân duyên nào mà bạn đã biết đến Phật Pháp không? Dạ, để nếu mà nói về nhân duyên á, thì lúc nãy con cũng có chia sẻ là trong suốt những cái quá trình mà mình đi đến nơi này nơi kia thì mình cũng đều có duyên để gặp chùa, và mình cũng thường đến để thắp hương, hoặc là giống như lúc trẻ là cũng hay đi chùa để xin thi cho đậu, hoặc là xin xăm coi là ngày mai mình làm rồi có đúng hết được không. Thì cái đó là những cái nhí nhảnh của tuổi trẻ mà mình hay đi chùa, mình hay làm, hoặc là đi cầu tình duyên. Thì cái đó là chắc chắn phải có rồi. Nhưng mà để gọi là mình thật sự tìm hiểu về Phật Pháp thì có thể nói là trong độ khoảng 3 năm trở lại đây, là con bắt đầu khi mà biết thêu là con cảm thấy rất là biết ơn. Bởi vì khi mà con thêu tranh được thì con bắt đầu có những bạn Phật tử, và họ nhờ mình thêu những bức tranh Phật hoặc là những bức tranh của các vị sư rất đẹp. Và bắt đầu lúc đó mình thấy là mình cũng tự khen là trời, mình cũng có tài dữ. Mình thêu cũng đẹp dữ. Xong rồi sau đó cái tự nhiên một ngày đẹp trời, cái con mở trên Spotify á, là mình nghe cái bài, mình nghe cái cuốn sách là Đường Xưa Mây Trắng của thầy Thích Nhất Hạnh kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Thì mới đầu nghe tập 1, xong cái thấy cuốn quá, cái mình nghe hết luôn. Rồi xong cái mình, cái lúc đó con mới nói là trời ơi, sao cuộc đời của người lại khó khăn, nhưng mà người lại cố gắng để mà giúp đỡ cho rất nhiều người. Cho nên sau đó con tìm hiểu thêm, con cũng tìm phim của về Phật Thích Ca để xem. Và sau đó mình quyết định là mình sẽ mua một cái cuốn kinh về, mà không phải đọc kinh, là bởi vì lúc đó mình đang có chuyện bế tắc, hay là mình chỉ đang trong cái khoảng, trong cái tâm thế rất là nhẹ nhàng thoải mái. Thì cái cuốn kinh đầu tiên con mua là kinh Địa Tạng. Và sau đó thì con sau khi đọc xong con cảm thấy rất là hay, đọc đi đọc lại. Và tiếp theo đó là con mua nhiều cái cuốn kinh khác, và con nguyện là mỗi buổi sáng khi con thức dậy, sau khi vệ sinh mình xong thì con sẽ đọc kinh, và cuối cùng là sẽ đọc chú Đại Bi. Thì cái đó là con đã làm trong khoảng hơn một năm. Và trong nguyên cái quá trình mà mình đọc kinh và mình hiểu thì con cảm thấy là nó là một cái con đường rất là nhẹ nhàng, mà nó giúp cho mình hiểu thêm về cuộc sống rất nhiều, mà nó rất là ứng dụng. Cho nên con rất mong là mọi người, nếu có thể mình cũng có thể phát tâm đọc kinh vào mỗi buổi sáng, hoặc đọc tối trước khi ngủ. Yeah.
Khi mà Trí Dũng theo dõi Phương Khánh, Trí Dũng thấy là Phương Khánh có đăng những cái hình ảnh mà bạn thêu các cái bức tranh Phật rất là đẹp. Và hôm bữa cũng chia sẻ với quý vị khán giả luôn là khi mà Trí Dũng mời Phương Khánh tham dự cái chương trình này và hai thầy trò cùng nhau nói chuyện thì Phương Khánh cũng có hứa là sẽ cúng dường cho Trí Dũng một cái bức tranh do chính Phương Khánh theo. Cái điều đó Trí Dũng rất là trân trọng. Một lần nữa thì Trí Dũng xin cảm ơn Phương Khánh rất nhiều, và Trí Dũng chúc cho cái nhân duyên giữa Phương Khánh và Phật Pháp sẽ được bền vững. Dạ, con cảm ơn thầy. Hồi nãy khi mà Phương Khánh chia sẻ đó thì Trí Dũng có nghe là cái vị thầy đầu tiên mà đã đưa bạn đến với lại Phật Pháp là sư ông Thích Nhất Hạnh. Sư ông Thích Nhất Hạnh thì Trí Dũng nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều biết về sư ông rồi, bởi vì sư ông là một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Sư ông đã cống hiến rất nhiều cho cuộc đời này, đặc biệt là đối với lại những người trẻ nữa. Khi mà các bạn trẻ biết đến cái pháp môn của sư ông á, thì các bạn trẻ đã tìm hiểu, đã thực hành rất là nhiều. Thì Trí Dũng nghĩ rằng là Phương Khánh cũng có một cái nhân duyên lành đối với Phật Pháp, cho nên là bạn mới biết đến được những cái pháp của sư ông. Thật ra khi mà Trí Dũng tiếp xúc với lại những bạn trẻ thì đa phần là các bạn biết đến, tìm đến chùa là không phải trong một cái hoàn cảnh mà thảnh thơi như Phương Khánh đâu. Có những bạn thì là do bị thất tình, hay là có những bạn thì là bị ba mẹ la mắng, rồi buồn rầu, rồi bị những cái mà lục đục trong sự nghiệp đó. Hoặc là có những bạn thì là như Phương Khánh nói đó, là ngày mai đi thi thì hôm nay đến chùa là để cầu cho con thi đậu. Thì có rất là nhiều các cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà rõ ràng là khi mà Phương Khánh biết đến Phật Pháp ở trong một cái điều kiện mà bình thường như vậy, thì rõ ràng là Trí Dũng nghĩ rằng là từ nhiều đời nhiều kiếp là bạn cũng đã gieo được cái nhân duyên lành đối với Phật Pháp. Và khi mà Phương Khánh bạn chính thức mà bạn tìm hiểu về Phật Pháp như vậy đó, thì ở trong gia đình rồi cũng như là bạn bè, rồi những cái người mà hâm mộ của bạn đó có ủng hộ bạn không? Tại vì thật sự Trí Dũng cũng hiểu là có rất là nhiều những người mà họ hoạt động ở trong nghệ thuật đó, họ rất là ngại công khai cái vấn đề là họ thực hành theo một cái tôn giáo nào đó, bởi vì nhiều khi là sẽ bị mất đi quần chúng. Nhưng mà ở đây thì khi mà bạn công khai như vậy, rồi bạn thực hành các cái lời dạy của Đức Phật, thì mọi người có support cho bạn không? Dạ, con cũng may mắn là các bạn người fan, các bạn mà có follow con thì ai cũng rất là thích cái điều mà con có thể thêu hình tượng của Phật hoặc là hình tượng của Tăng. Thì mọi người cũng rất là mong muốn là con có thể làm được nhiều bức tranh hơn, hoặc là chia sẻ cho mọi người nhiều hơn, chẳng hạn giống như là chia sẻ về mọi người nên chép kinh nào, hoặc là mọi người nên đọc kinh nào. Thì con cũng rất là vui khi mà mình có thể được chia sẻ, nhưng mà cũng chia sẻ thêm với các bạn là nếu như mà được thì nên tham gia những cái khóa tu thiền ở tại chùa, thì mình sẽ được hướng dẫn kỹ hơn, cũng như là được các thầy giải nghĩa rõ hơn về các câu trong kinh. Tại vì giống như con đọc kinh tại nhà thì cái sự hiểu biết của mình về kinh pháp nó vẫn hạn hẹp thôi, thì vẫn phải mở YouTube lên để nghe cái phần kinh đó nó có ý nghĩa như sâu xa như thế nào, để mình có thể hiểu được trọn vẹn nghĩa của nó. Trí Dũng thấy khi mà các anh chị nghệ sĩ bắt đầu là có cái sự tìm hiểu biết đến Phật Pháp, thì mọi người bắt đầu ăn chay, rồi bắt đầu là
có những cái sự thực hành, các cái pháp môn, ví dụ như là như Vân Khánh vừa chia sẻ là bạn có nhân duyên là tụng kinh Địa Tạng đó, và thỉnh thoảng thì bạn cũng có hành trì thiền. Vậy thì trong cái đời sống của bạn, một cái người mà của showbiz, là chắc chắn là cái lịch trình rồi cái công việc của bạn nó rất là bận rộn, thì Phương Khánh đã phân bổ cái cuộc sống, cái thời gian của mình thế nào để mà mình có thể hành trì các cái pháp môn? Và ở trong cuộc sống của bạn, thường thì mỗi ngày bạn hay thực tập cái pháp môn nào nhất? Xin mời bạn chia sẻ. Dạ, cảm ơn thầy. Mỗi ngày thì giống như con có chia sẻ lúc nãy, là buổi sáng sau khi mình thức dậy, vệ sinh xong thì cái lúc đó cái người của mình là tỉnh táo nhất, thì con sẽ đọc kinh. Con sẽ đọc hết một quyển kinh, như là chẳng hạn như là những cái quyển kinh mà nó mỏng mỏng á, thì đọc hết được hôm đó. Còn kinh nào mà dày quá thì mình sẽ chia ra mình đọc theo phẩm. Và sau đó là sẽ đọc chú Đại Bi. Tiếp theo là con sẽ có khoảng 5-10 phút gì đó mình ngồi rồi thích thở. Tại vì con cũng chưa gọi là học thiền mà cao siêu quá, cho nên mình chủ yếu là ngồi tâm không, hít thở và tập trung vào cái hơi thở của mình, không để đầu óc mình lan man. Thì đó là những cái mà con thực hành. Hoặc là những cái ngày mà mùng 1 rằm với lại cuối tháng á, là con sẽ ăn chay. Hoặc có những lúc mà con sẽ phát tâm là ăn chay khoảng 1 tháng hoặc là 3 tháng. Nó sẽ tùy vào cái tâm nguyện của mình lúc đó. Nhưng mà thường con cũng sẽ không có chia sẻ lên cái việc mà mình ăn chay như thế nào hết. Tại vì con nghĩ là tùy theo mỗi người họ muốn ăn như thế nào, chứ không có nghĩa là chỉ ăn chay và phải thiệt sự ăn chay mới gọi là tu. Chí Dũng rất là đồng tình đối với lại cái sự chia sẻ của Phương Khánh. Thật ra thì cái vấn đề ăn chay nó nằm ở cái sự phát nguyện của mỗi người. Nhưng mà quan trọng nhất á, theo như tinh thần của Đức Phật, thì cái việc mà mình ăn chay ở đây á, không phải là một cái hình thức. Không phải chúng ta ăn chay để là chúng ta kiếm cái phước báu gì hết. Nhưng mà thật ra cái mà chúng ta cần lưu ý ở đây là gì? Tức là Đức Phật dạy chúng ta mình ăn chay với một cái tâm từ bi, thì đó mới là cái điều quan trọng nhất. Tức là chúng ta ăn chay để hạn chế đi cái sự mà giết mổ sát sanh, chứ không phải là chúng ta ăn chay là để mình cầu được cái phước báu gì, quý vị. Đó, mà chúng ta ăn chay cái đầu tiên là chúng ta phải nhận thức như vậy. Và thật ra thì cái việc mà mình ăn chay á, một tháng bao nhiêu ngày á, nó cũng như Phương Khánh vừa chia sẻ đó, nó không có nói lên được là cái sự tu tập của chúng ta tất cả. Bởi vì là như đại chúng thấy trong cuộc sống, có nhiều người họ ăn chay rất nhiều, nhưng mà khi mỗi khi có một cái vấn đề gì mà xảy ra là bản thân của họ vẫn là cái người không chuyển hóa được, họ vẫn nóng giận. Thì cái điều quan trọng ở đây á, Chí Dũng muốn chia sẻ đối với mọi người là cái chính á, đó là nằm ở cái sự thực tập, cái chuyển hóa cái tâm mình á, mới là cái điều quan trọng nhất. Khi mà nói về cái vấn đề mà chuyển hóa tâm của mình, thì Chí Dũng cũng có một câu hỏi muốn hỏi Phương Khánh là khi mà Phương Khánh trở thành một cái người của công chúng rồi, thì có thể nói là nhất cử nhất động của bạn là đều được mọi người chú ý. Ví dụ một người bình thường khi mà họ ra đường, thì chẳng hạn Chí Dũng ra đường thì đâu ai biết mình đâu, thì mình làm gì cũng chẳng ai để ý. Nhưng mà bây giờ ví dụ mà Phương Khánh bước ra khỏi cổng chùa cái là có người để ý rồi. Đó, và khi mà đối với lại những cái người mà họ theo dõi bạn, thì như bạn chia sẻ thì cũng sẽ có những người họ yêu thương, nhưng cũng sẽ có những người là họ vì một cái lý do nào đó mà họ không thích bạn. Thì khi mà họ không thích bạn rồi thì chắc chắn là cho dù Phương Khánh có làm một cái điều gì đó mà xuất phát với lại một cái tâm tốt đi nữa, thì họ cũng sẽ nhìn nhận cái việc làm của bạn một cách tiêu cực. Nó điển hình như hồi nãy là Phương Khánh có chia sẻ là bạn đã hiến tóc, đúng không? Bạn hiến tóc thì có một số người là họ sẽ nói là ở cái cô hậu này làm màu.
Vậy thì và Chí Dũng còn có đọc một cái bài báo, hồi đó Chí Dũng nhớ là có một lần là khi mà bạn đăng quang cái ngôi vị Hoa hậu trái đất đó, thì có một cái bài báo cũng có viết là Phương Khánh chiến thắng và đăng quang cái ngôi vị cao nhất không phải là bằng cái thực lực mà bạn mua giải. Đó thì khi mà bạn đối diện với lại những cái điều mà xuyên tạc, những cái mà nó không đúng với lại cái tâm của bạn, thì bạn có cảm thấy nản lòng không? Và khi mà bạn biết được Phật Pháp rồi đó, bạn nhìn lại những cái hành trình đó thì bạn có vượt qua được những cái hành trình đó không? Dạ, con cảm ơn Thầy. Thì hành trình nào của tất cả chúng ta, cho dù nổi tiếng hay là không nổi tiếng, thì đều có những cái sự hiểu lầm hoặc là mâu thuẫn. Nhưng mà đối với con thì con rất là biết ơn với tất cả những điều mà có thể nói là có thể hiểu lầm về mình. Nhưng mà có những cái điều đó xảy ra thì bản thân của mình mới hiểu được cái vị trí của mình. Và khi mà suy xét lại thì mọi sự nó diễn ra nó đều phải như vậy, thì con mới có thể tìm được những con đường và con mới có thể là con của ngày hôm nay. Cho nên con nghĩ rằng là dù khó khăn hay là dù vinh quang thì nó đều cần phải xảy ra đúng theo cái hành trình đã được sắp xếp. Và mình phải vượt qua nó bằng chính cái thực lực của mình. Giống như là chẳng hạn như bạn thi nhưng mà người khác không công nhận, thì bạn hãy cứ làm tốt cái công việc mà mình đang có. Chỉ cần bạn làm tốt và những người yêu thương bạn luôn tin tưởng bạn, thì cái lúc đó bạn đã sống được trọn vẹn rồi. Và con cảm thấy rằng là ngày hôm nay con rất là đầy đủ. Và cái sự yêu thương của khán giả, cái sự yêu thương của tất cả các anh chị trong nghề, thì con cảm thấy là một cái điều rất là hạnh phúc với mình rồi. Dạ. À, Chí Dũng cũng có một cái điểm chung á, giống Phương Khánh ở chỗ đó đó. Thật ra thưa quý vị, ở trong cái cuộc sống của mỗi người á, Chí Dũng nghĩ rằng là không một ai hoàn hảo đâu. Và cũng không phải là lúc nào là tất cả mọi người xung quanh cũng đều yêu thương chúng ta đó. Cũng có người họ thương mình nhưng mà cũng sẽ có người họ không thương mình. Thì cái điều mà chúng ta cần làm á, là chúng ta trước tiên là mình hãy sống vì những người yêu thương mình. Mình hãy nhìn những cái người mà đang yêu thương những cái điều tích cực xung quanh mình để mà mình sống lạc quan hơn. Chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn vô những cái điều tiêu cực để mà từ đó chúng ta đau khổ. Giống như một cái tờ giấy á, quý vị thấy, nhiều khi có một cái giọt mực nhỏ lên thôi. Nhưng mà nếu mà chỉ vì một cái giọt mực đó mà mình bỏ luôn cả cái tờ giấy đó, thì cái điều đó không đáng quý vị. Những còn những cái khoảng trắng tinh khôi, mình vẫn có thể sử dụng được cái tờ giấy đó. Đó, Chí Dũng thấy rất là nhiều bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, mỗi khi mà mình có một cái phiền muộn với một vài cá nhân nào đó ở trong cuộc sống, đó, mình hay, rất là hay mình nghĩ những cái điều tiêu cực. Đó, thậm chí có bạn còn đau khổ tuyệt vọng đến độ là muốn tự tử nữa. Đó, thì cái điều đó nó không đáng. Mà chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta vẫn còn những cái người yêu thương mình. Và đặc biệt nhất là Chí Dũng nghĩ rằng là cho dù là chúng ta là ai giữa cuộc đời này, thì hai cái người sẽ không bao giờ quay lưng với chúng ta, đó chính là cha và mẹ. Vậy thì đối với Phương Khánh á, không biết rằng là cha với mẹ của bạn có phải là một cái chỗ dựa tinh thần cho bạn mỗi khi mà bạn có những cái phiền muộn, những cái mà nghịch duyên ở trong cuộc đời này không? Dạ, đối với Khánh thì, dạ đối với con thì gia đình vẫn luôn là một chỗ dựa và là một điều để cho con phấn đấu. Thì cha mẹ của con thì không có ở bên cạnh nhau cũng lâu rồi. Nhưng mà đối với con thì họ vẫn là chỗ dựa tinh thần, dù xa hay gần. Giống như mẹ của con là đi Pháp cũng khá là lâu, nhưng mà kể từ mỗi lần mà có cơ hội để về là hai mẹ con lại nói chuyện với nhau rôm rã, lại chia sẻ rất là nhiều điều trong cuộc sống với nhau. Cho nên con nghĩ rằng là cái việc mà nói chuyện và thông cảm cho nhau là cái điều quan trọng nhất để kết nối nhiều thành viên trong gia đình. Bởi vì trong cái quá trình mà con lớn lên
gia đình cũng có rất nhiều mâu thuẫn, cũng có thể là đôi khi giữa anh em, hoặc là đôi lúc mình cũng quậy quậy, nhiều khi ba mẹ cũng không có vui lòng. Nhưng mà khi mà con lớn lên á, thì con rất ước là mình có thể hiểu được cái việc là chia sẻ thật lòng với ba mẹ của mình, để có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Đặc biệt nhất là mình cũng phải hiểu cho vị trí của ba mẹ, bởi vì họ cũng đã từng trải qua một cuộc sống rất là vất vả để lớn lên. Cho nên là đôi khi những cái mà mình đang gặp phải là những điều mà họ đã từng trải qua, và họ đang cố gắng khuyên mình đi một con đường đúng. Và Khánh rất mong là ba mẹ của Khánh có thể luôn vui vẻ và tự hào bởi vì có một người con gái là Phương Khánh. Ở qua những gì mà Phương Khánh chia sẻ đó thì Chí Dũng nghĩ rằng là chắc chắn là ba mẹ của bạn sẽ rất tự hào vì bạn. Như Phương Khánh chia sẻ, các bạn thấy rằng là cái việc mà chúng ta có cái sự kết nối với lại cha mẹ là một cái điều rất là cần thiết. Bởi vì Chí Dũng nhận thấy khi mà tiếp xúc với lại các bạn trẻ hiện nay thì cũng có rất là nhiều bạn chúng ta bị mất đi cái sự truyền thông, cái sự truyền thông, cái sự nối kết với lại cha mẹ. Đó, bởi vì các bạn nghĩ rằng là ba mẹ không lắng nghe mình, ba mẹ không hiểu mình. Và mỗi lần mình muốn làm một cái điều gì đó thì ba mẹ lại giống như là muốn kiểm soát mình. Đó, từ đó dẫn đến cái việc là các bạn bị mất đi cái sự kết nối, cái sự truyền thông đối với cha mẹ của mình. Thì qua cái chia sẻ của Phương Khánh ở đây á, thì sẵn Chí Dũng cũng muốn nhắn gửi là các bạn hãy nhớ trong cuộc đời này, trước tiên á, hai cái người mà để chúng ta có thể mình trở về, mình tâm sự, mình làm cái chỗ dựa tinh thần cho mình trong cái dòng đời xô bồ này, đó chính là cha và mẹ của chúng ta. Cho nên là các bạn đừng vì một cái khoảnh khắc, một cái sự nông nổi của mình mà mình mất đi cái sự kết nối với lại cha mẹ. Bởi vì cha mẹ là những cái người mà đã từng trải, đã có những cái kinh nghiệm, những cái mà trải nghiệm ở trong đường đời này. Thì chắc chắn là khi mà có một cái vấn đề gì đó thì mình nên tâm sự với lại cha mẹ mình, để từ đó thì cha mẹ sẽ cho chúng ta một cái lời khuyên để mà mình có thể vượt qua được những cái chướng ngại, những cái thử thách đó. Hy vọng rằng các bạn hãy nhớ những cái chia sẻ của Phương Khánh và hãy giữ được cái sự truyền thông đối với cha mẹ của mình. Thì khi mà Phương Khánh chia sẻ hồi nãy giờ đó thì Chí Dũng cũng thấy rằng là Phương Khánh cũng là một cái người đã có cái sự tìm hiểu về Phật Pháp. Bạn có đọc kinh Phật rất là nhiều. Vậy thì trong những cái bài kinh mà bạn đã từng đọc, từng tìm hiểu á, thì Phương Khánh có tâm đắc, có một cái điều gì mà về trong những cái lời dạy của Đức Phật mà bạn cảm thấy là bạn ấn tượng nhất không? Bạn có thể chia sẻ với mọi người được không? Dạ, nếu như mà nói về một cái câu kinh hay là một cái bài kinh nào đó để mà con thấy có một cái sự hiểu về nó, thì con nghĩ là trong phẩm thứ 8 trong quyển kinh Địa Tạng, thì con không nhớ rõ được hết một phẩm kinh, nhưng mà có một cái phần là Đức Phật có nói là Ngài Địa Tạng sẽ hóa thân thành một người thiện tri thức khi thấy một con người có tu tập và họ đi vào con đường dữ, thì cái người thiện tri thức đó sẽ khuyên bảo để cho cái người đang đi vào đường dữ đó họ có thể quay đầu và sẽ không còn phải bị tổn hại nữa. Và cũng có dặn cái người mà đi vào đường dữ mà nay đã quay đầu rồi, nếu như mà có anh chị em hoặc người bạn hữu nào mà đang đi vào con đường đó thì cũng sẽ khuyên để họ đừng đi vào nữa. Thì con rất là thấm đẫm cái phần đó. Con không có nhớ rõ được hết, chỉ có thể là thuật lại những cái mà con đã đọc và hiểu ở lúc đó thôi.
thì con cảm thấy là mỗi chúng ta trong cuộc đời này cũng giống như cái người đang đi vào con đường dữ đó, bởi vì có những cái con đường nó sẽ mình nhìn thấy nó trải đầy hoa trước mắt, nhưng mà khi đi vào đó nó giống như là một cái cạm bẫy cho mình, và đâu đó trên cái đường đi đó mình gặp những người khuyên mình hoặc là phần nào đó tác động để cho mình phải suy nghĩ lại cái quyết định của mình. Thì con nghĩ là cuộc sống của con cũng giống như vậy, đã có nhiều người giống như quý nhân hoặc là họ xuất hiện, chỉ một hành động nhỏ thôi mình cũng cảm thấy rằng là cái con đường này nó có vấn đề, mình cần phải cân nhắc lại. Thì khi mà con trải qua nhiều cái việc đó rồi đó, thì con cũng sẽ là cái người để mà góp một phần nào đó khuyên những ai mà đang đi vào cái con đường như vậy, thì mình sẽ lui ra. Và tất cả chúng ta ở đây cũng như vậy, giống như mình thấy bạn mình hoặc là người thân của mình đang làm một cái điều gì đó mà có thể gây ra những tổn hại cho bản thân của họ, thì mình sẽ phần nào đó khuyên nhủ và giúp họ thoát ra khỏi. Thì con nghĩ là Kinh Phật nó thể hiện rất rõ về cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Khi mà nghe Phương Khánh chia sẻ về cái điều vừa rồi đó, thì chị Dũng có nhớ một câu này rất là hay. Tức là ở trong cái cuộc sống này á, chúng ta đừng bao giờ mong là một ai đó sẽ trải thảm đỏ để cho chúng ta đi, mà chúng ta hãy tự sắm cho mình một cái đôi giày cỏ để mà mình có thể đi được trên mọi địa hình. Tức là thật ra ở trong cái cuộc sống này thì không phải lúc nào cũng là màu hồng đó thưa quý vị. Không phải lúc nào là cái cuộc đời chúng ta nó cũng bình an. Cũng có những lúc cuộc đời chúng ta bình an đó, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái cuộc đời chúng ta sẽ bình an hoài. Nó bởi vì theo như Đức Phật dạy thì cái đời sống của chúng ta là vô thường mà. Có những lúc biển lặng, nhưng mà cũng có những lúc sẽ có giông bão ập tới. Nó thì mình phải làm sao mình trang bị được cho bản thân mình một cái hành trang để mà mình đương đầu được với những cái giông bão đó. Thì có một cái hành trang chắc chắn là chị Dũng nghĩ rằng là mọi người có thể trang bị được, đó chính là giáo pháp của Đức Phật. Đó bằng cách chúng ta đọc và hành trì các cái bài kinh như Phương Khánh đã thực hành, thì rõ ràng đến thời điểm hiện tại thì chị Dũng cảm nhận được cái sự điềm tĩnh khi mà bạn đối đầu với lại những cái mà nghịch duyên, những cái mà giông bão ở trong cuộc đời của mình. Thì chị Dũng hy vọng rằng các bạn trẻ cũng sẽ làm được cái điều như mà Phương Khánh đã làm. Cho nên là mong rằng các bạn đừng có than những cái câu như là ôi sao cuộc đời này khổ quá, thầy ơi chắc là con chắc con chết quá thầy ơi. Thì chúng ta than như vậy thì cũng không có được cái gì cả. Nó có một cái câu của sư phụ Chí Dũng rất là thích, đó chính là cái giải pháp hơn là giải thích. Khi mà có một cái sự việc gì đó mà xảy ra thì mình có than vãn, mình có trách móc, mình có nói này nói kia, thì cái điều đó nó cũng không có giúp ích được gì. Mà cái quan trọng nhất là mình phải tìm ra cái giải pháp để mình vượt qua được cái thử thách đó. Thì mong rằng tất cả các bạn trẻ đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, mỗi lần mà gặp một cái điều gì đó thì hãy nhớ cái điều đó. Tức là giải pháp thì hơn là giải thích. Ở trong Phật giáo thì có rất là nhiều các vị Phật, vị Bồ Tát. Trí Dũng cũng có thấy là Phương Khánh có lần là thêu một cái bức tranh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có phải là một vị Bồ Tát mà bạn có nhân duyên đặc biệt không? Bạn có thể chia sẻ với đại chúng. Dạ, con cảm ơn câu hỏi của thầy. Con cảm thấy rằng là mình có cái duyên với lại Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là bởi vì ngôi chùa mà cái nhà mà mình lớn lên từ nhỏ cũng là chùa Quan Âm, và khi mà đi sang Singapore thì cái chùa đó cũng là chùa Quan Âm, và
kể cả những cái lúc mà như là cái lúc mà bà cố con hấp hối thì lúc đó không có nhận ra ai hết, nhưng mà khi mà con đến thì bà cố có nắm tay nói là lại gọi được đúng tên của con. Rồi xong rồi bà cố có nói là con phải giống như là thờ kính Quan Thế Âm Bồ Tát, và bà cố nói câu đó 3 lần xong rồi bà cố lại liệm đi. Thì con nghĩ rằng là kể từ lúc đó cái duyên nó đã thành từ lúc nhỏ cho đến lớn, chỉ là cái con đường mình đi mình sẽ càng nhận ra sự hiện diện của người nhiều hơn. Và khi mà con theo bức tranh của Quán Thế Âm Bồ Tát để tặng cho chùa Thành Phước tại Tiền Giang, thì trong suốt quá trình theo nó có nhiều cái điều nó cũng lạ lạ nó xảy ra. Chẳng hạn như là về màu áo của người hay là kể cả màu trời. Do theo á, mà mình theo nguyên một cái tấm trời nó màu xanh thì nó chỉ được đúng cái màu đó thôi, mà mình tự nhiên cái thiếu một chút mà mình không thể nào đắp cái gì vô hết. Thì con cũng cầu nguyện là trời làm sao để cho kiếm được một cuộn len giống cái màu như vậy, chứ nếu không phải tháo hết theo lại thì cực lắm. Xong cái cách đó khoảng mấy ngày thôi, cái con lại kiếm được một cái nơi bán đúng cái màu đó, mà chỉ còn đúng một cuộn thôi. Thì con lại theo và hoàn thành được cái bức tranh đó. Và cũng rất cảm ơn thầy trụ trì của chùa Thành Phước cũng đã khen là con làm giống được tới 95% của bức tượng tại chùa. Cho nên con nghĩ là con cũng phát nguyện là nếu như đôi tay của con á, có thể thêu vẽ được hình tượng của các Đức Phật, các vị Bồ Tát, thì con cũng rất mong rằng con có thể làm được nhiều hơn và có thể giúp cho các bạn trẻ hoặc là bất kỳ những ai cũng có cái nguyện muốn thêu tranh của Đức Phật, con cũng có thể hỗ trợ để giúp. Chí Dũng cảm thấy rất là hoan hỷ với lại cái sự chia sẻ vừa rồi của Phương Khánh. Thật ra mỗi một người sẽ có một cái thế mạnh riêng. Đó, cái điều quan trọng là mình biết cách mình phát huy cái thế mạnh của mình. Và đặc biệt khi mà mình có cái nhân duyên đối với Phật Pháp á, thì mọi người vẫn hay dùng cái thế mạnh của mình để mà làm sao có thể cống hiến được cho Phật Pháp. Ví dụ như Chí Dũng có từng biết một anh ca sĩ, anh ấy có một cái sự phát nguyện là anh ấy chỉ hát về cái dòng nhạc Phật giáo thôi. Thật ra thì quý vị cũng biết rồi, nếu mà một cái người mà ca sĩ khi mà họ muốn nổi tiếng mau á, thì họ sẽ hát những cái dòng nhạc như là dòng nhạc của thị trường. Nhưng mà ở đây thì anh ấy phát nguyện là anh ấy chỉ hát nhạc Phật giáo để nhằm mục đích là anh ấy muốn lan tỏa cái giá trị đạo đức của lời Phật dạy đối với mọi người. Nó thì Phương Khánh cũng vậy, khi mà bạn thấy rằng là bản thân mình có cái đam mê, có cái sở thích và khéo tay ở trong cái sự mà theo, thì bạn lại dùng cái đam mê đó của mình để mà làm ra những cái bức tranh về Phật Pháp rất là ý nghĩa, và bạn dùng cái điều đó để lan tỏa Phật Pháp đến cho mọi người. Thì sẵn Chí Dũng cũng muốn hỏi bạn một điều này là khi mà bạn biết Phật Pháp rồi và đồng thời bạn là một hoa hậu quốc tế, thì bạn có những cái suy nghĩ nào đó để mà mình có thể lan tỏa được Phật Pháp đến cho mọi người không, đặc biệt nhất là các bạn trẻ? Dạ, để con sẽ dẫn chứng cho mấy bạn mà làm việc cho con. Là tại vì mấy bạn cũng là các bạn trẻ, thì có một số những cái vấn đề trong cuộc sống các bạn sẽ mắc phải, thì con cũng kêu là thôi bây giờ đọc kinh đi. Bây giờ nếu có vấn đề gì thì bây giờ mình cứ thử đọc trước đi, rồi mình coi mình có ngộ ra được cái vấn đề gì không. Tại vì đôi khi là mình cũng... con cũng khuyên, nhưng mà nhiều lúc là mình cần phải có một cái đường nào đó để cho các bạn tập trung vô, thì các bạn sẽ tìm ra được cái giải pháp của riêng các bạn. Bởi vì con cũng có cơ hội làm việc với nhiều trường đại học,
với nhiều bạn trẻ thì chủ yếu cũng sẽ chia sẻ về nhiều cái cách như là chữa lành hoặc là những cái cách để mà các bạn có thể giải tỏa được những cái nỗi đau khổ trong cuộc sống hoặc là tìm thấy chính mình. Thì con nghĩ là nếu như mà có thể áp dụng về Phật Pháp hoặc là một số những cái câu kinh để mà mình có thể đưa đến cho các bạn á, thì đâu đó nó cũng sẽ là một cái con đường, một cái hướng đi để một phần nào đó mở cho các bạn tìm thấy được cái giải pháp của riêng mình. Bởi vì vấn đề của mỗi người sẽ khác nhau, cái lời khuyên đôi khi nó cũng chỉ nằm ở đó thôi. Nhưng mà các bạn phải tự tìm thấy giải pháp của các bạn thì sẽ có thể phát triển được bản thân cũng như tìm thấy chính mình. Cũng giống như con đã hiểu bản thân của con nhiều hơn sau khi mà thực hành là mình đọc kinh mỗi buổi sáng. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Hoa hậu Phương Khánh. Kính thưa quý vị, qua những phút vừa rồi chúng ta được lắng nghe những cái dòng chia sẻ hết sức là gần gũi, hết sức là chân thật của Hoa hậu Phương Khánh, thì chúng ta đã có cơ hội được hiểu thêm về cái cuộc sống của cô ấy, cũng như là hiểu thêm về cái nhân duyên của Phương Khánh đối với Phật Pháp và những cái lợi ích khi mà hành trì Phật Pháp. Thì Trí Dũng thấy rằng á, qua những cái chia sẻ của Phương Khánh thì bạn là một cái người đã có những cái trải nghiệm nhất định ở trong Phật Pháp, và cái điều đó là một cái điều rất là đáng mừng. Bởi vì thật ra ở trong cái đời sống hiện tại nè, cái số lượng người trẻ mà biết đến Phật Pháp thật ra là không nhiều. Như các bạn trẻ đang ngồi đây theo dõi thì rõ ràng so với cái mặt bằng chung, tất cả những bạn trẻ đang ở ngoài xã hội thì rất là ít. Trí Dũng cũng có cái nhân duyên khi mà Trí Dũng đến tại những cái vùng đất như ở ngoài miền Bắc á, để mà hoằng pháp, thì ở ngoài đó thì cái số lượng các bạn trẻ đến chùa càng ít hơn nữa, mà chủ yếu chỉ là các cô chú lớn tuổi thôi. Nên là qua cái ngày hôm nay thì Chí Dũng hy vọng rằng á, qua những cái chia sẻ của Phương Khánh thì các bạn trẻ hãy lấy cái đó để làm cái cảm hứng cho mình, để mà lan tỏa cho tất cả mọi người, những cái người bạn trẻ xung quanh của mình biết đến Phật Pháp nhiều hơn. Bởi vì rõ ràng các bạn thấy á, khi mà một cái người trẻ mới bước ra ngoài đời thì cái vấn đề mà các bạn đối diện với lại những cái khổ đau, cái nhu cầu mà để các bạn được chữa lành đó là rất là cần thiết. Mà một trong những cái vị thuốc mà để chữa lành cho các bạn nhiều nhất đó chính là cái lời dạy của Đức Phật. Đó, cho nên khi mà chúng ta lan tỏa, chúng ta giúp cho những người xung quanh, chúng ta gieo duyên với Phật Pháp càng sớm chừng nào thì cái điều đó rất là lợi lạc. Nên Chí Dũng hy vọng rằng các bạn hãy lấy cái câu chuyện của Phương Khánh ngày hôm nay để làm cái động lực cho bản thân mình, để lan tỏa Phật Pháp đến cho những người xung quanh chúng ta. Và Chí Dũng cũng cầu chúc đối với lại Phương Khánh, trong hiện tại và tương lai lúc nào bạn cũng sẽ gieo duyên với lại Phật Pháp. Và Chí Dũng tin rằng là cái đời sống của bạn sẽ ngày một càng thăng hoa theo những cái lời dạy, những cái giá trị đạo đức tâm linh mà Đức Phật đã truyền dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hồi nãy giờ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã được lắng nghe, đã được nghe những cái sự chia sẻ của Hoa hậu Phương Khánh về cái cuộc sống cũng như là về cái những cái hiểu biết, những cái nhân duyên đặc biệt của cô ấy đối với Phật Pháp. Và bây giờ sẽ đến một cái phần rất đặc biệt trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Chí Dũng nghĩ rằng là đây chắc là cái phần mà mọi người mong chờ nhất từ đầu đến giờ, bởi vì có rất là nhiều những fan hâm mộ của Phương Khánh đã bất chấp đường xa. Có bạn tâm sự với Chí Dũng là đã lặn lội hơn 100 cây số để có mặt ở đây ngày hôm nay chỉ để được giao lưu với lại Phương Khánh. Cho nên vào cái giờ phút này thì Chí Dũng và Phương Khánh sẽ dành cái thời gian
để cho tất cả quý vị khán giả cùng đặt những cái câu hỏi hoặc là có những cái tâm sự muốn giao lưu cùng với Hoa hậu Phương Khánh. Xin mời tất cả các bạn hãy đưa tay xung phong để có thể được giao lưu với lại Hoa hậu Phương Khánh. Thật ra không phải dễ để mà chúng ta có thể được nói chuyện với lại một cô hoa hậu đâu, rất là khó đúng không quý vị? Cho nên là bây giờ thì quý vị đừng chần chừ và đừng để phí mất những cái khoảnh khắc này. Chúng ta hãy đưa những cánh tay lên để có thể giao lưu với lại Hoa hậu Phương Khánh. Xin mời tất cả các bạn. Xin mời bạn nam hàng thứ hai ạ. Con chào thầy, chào các bạn, em chào chị Phương Khánh. Con tên là Minh, pháp danh Tuệ Nhật. Thì con có nhớ là lúc mà chị thi á, có phần ứng xử thì chị có câu hỏi là điều gì cấp bách nhất với thế hệ trẻ, thì chị trả lời đó là sự thờ ơ. Tại vì bây giờ mạng xã hội phát triển thì con người ta chỉ tập trung vô mạng xã hội mà không có dành nhiều thời gian cho chính mình. Thì người trẻ chúng em bây giờ có nhiều vấn đề, em thấy là cấp bách nhất là áp lực đồng trang lứa. Thì em muốn hỏi chị cho người trẻ lời khuyên để vững tâm mà vượt qua, để đi trên hành trình của mình. Thì em cảm ơn. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì con xin phép được trả lời. Thì thật sự ra áp lực đồng trang lứa thì Khánh nghĩ là lúc nào mình cũng sẽ gặp phải. Chẳng hạn đối với Khánh đôi khi cũng có áp lực đồng trang lứa, là giống như hôm qua đi đám cưới, nhưng mà sợ mặc bộ đồ lố hơn người ta, cho nên mình cũng phải đi hỏi vòng vòng coi người ta mặc cái gì để mình mặc sao cho phù hợp. Nhưng mà cái đó là những cái vui vui về cái việc là mình cũng muốn được ở trong một cái cộng đồng, mình cũng muốn là mình được nổi bật, hoặc là mình cũng muốn mình có một cái thành tựu gì đó giống với tất cả mọi người, những người xung quanh của mình. Thì cái lúc mà Khánh học về tâm lý học, một cái khóa ngắn hạn thôi, Khánh cũng biết được là cái đó là một trong những cái yếu tố tiên quyết để mà cho các bạn trẻ hoặc bất kỳ ai gặp những cái vấn đề đó, họ cảm thấy bị áp lực và khiến cho tâm lý của họ không được ổn định, trở nên dễ bị run sợ hoặc là để ý đến lời nói của nhiều người xung quanh. Thì với Khánh, cái cách mà mình để Khánh có thể vượt qua những cái áp lực đó thì là mình sẽ tập trung cái sự chú ý của mình vào cái mục tiêu mà mình đặt ra trong cuộc sống. Giống như khi mà bạn cảm thấy bạn đi lùi so với tất cả mọi người xung quanh, thì bạn hãy nên đặt một cái mục tiêu, chẳng hạn như là trong một năm tới hoặc là trong 5 năm tới bạn sẽ như thế nào. Thì mình chỉ cần tập trung vào đúng cái mục tiêu đó, mặc kệ bất kỳ một ai xung quanh nói gì về mình hoặc là chê bai mình. Chỉ cần mình tập trung và mình làm tốt, ví dụ mình đi được nửa đường là mình cũng đã tiến rất là xa rồi. Nhưng mà cái lúc mà Khánh ở tại Singapore, Khánh gặp một cái việc là mình áp lực đồng trang lứa rất là nặng nề. Do là Khánh sinh năm 95 thì bạn bè sinh cùng năm đó, mọi người ai cũng sẽ có thành tựu, chẳng hạn như là về gia đình, hoặc là họ cũng thành công, hoặc là có một số bạn là cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Trong khi đó lúc đó mình vẫn còn đang đi học, vẫn còn chật vật, chẳng biết là lúc đó năm cuối đại học thì mình sẽ làm cái gì và mình sẽ như thế nào. Nói chung là trong suốt nhiều năm đó là mình cứ phải suy nghĩ hoài về vấn đề đó và cảm thấy mình tự ti rất nhiều so với các bạn bè xung quanh. Đôi khi gặp mặt mình cũng không dám nói chuyện hoặc là kể về bất kỳ cái gì của bản thân. Nhưng mà có một ngày mà một cái việc là Khánh bị mất cái laptop, bị một người bạn ở trọ cùng cái khu họ lấy mất cái laptop của Khánh, và bị ông chủ nhà bắt đền cái cửa bị hư. Thì nói chung là mình đã không có tiền mà còn gặp nhiều chuyện xui nữa. Thì xong rồi cái lúc đó đi bộ 10 km, và Khánh đã đặt một cái mục tiêu là trong 5 năm tới, là lúc đó là trước năm 2018 đó, là trong 5 năm tới mình sẽ là một người khác và mình sẽ khiến cho gia đình mình tự hào. Và trong suốt cái quá trình đó, Khánh cố gắng, Khánh học, Khánh trao dồi tất cả các kỹ năng mà trường có thể dạy cho Khánh, chẳng hạn như là thuyết trình. Tại bởi vì giống như mọi người thấy là Khánh ngồi trên này Khánh nói chuyện, nhưng mà Khánh cũng run run, là bởi vì Khánh có một cái
bệnh đó chính là rất sợ nói chuyện trước đám đông, và mình sợ mình nói sai, cho nên là mình phải cố gắng khắc phục hết tất cả những cái khuyết điểm của mình ngay lúc đó, và phải xác định được là điểm mình nổi trội ở đâu, mình khiếm khuyết ở chỗ nào, thì mình phải lấy cái nổi trội đắp vô cái khiếm khuyết và thực hiện cái mục tiêu mà mình đã đặt ra trong 5 năm tới. Và khi mà Khánh đạt được thành tựu, một phần nó cũng may mắn, một phần là cũng cố gắng, nhưng mà bản thân của mình đã thực sự là vượt trên tất cả những người mà mình đã từng cảm thấy áp lực. Cho nên là cái lúc đó chỉ cần bạn có mục tiêu, bạn tập trung vào mục tiêu của bạn và bạn thực hiện thật tốt điều đó, chỉ cần đi được nửa đường thôi, bạn cũng đã tiến xa hơn tất cả những sự áp lực mà bạn đang chịu. Rất mong giúp đỡ. Vâng, xin mời những câu hỏi tiếp theo ạ. Xin mời bạn nữ hàng thứ tư. Bây giờ Trí Dũng đang cảm thấy là cái không khí của khán phòng bắt đầu nóng lên rồi. Xin mời bạn ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Em chào chị Phương Khánh và chào tất cả đại chúng. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Quý, pháp danh của em là Giác Cẩm Hoàng. Trước tiên thì em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những chia sẻ vừa rồi của chị Phương Khánh. Em cảm nhận được rất rõ năng lượng tích cực, giàu lòng nhân hậu và từ bi toát ra từ phía chị Phương Khánh. Và chị biết không, lúc nãy chị cũng có chia sẻ rằng là chị đã hiến tóc để có thể giúp đỡ cho các nạn nhân ung thư. Trước giờ thật sự là em cũng chưa bao giờ em dám nghĩ rằng là em sẽ đi hiến tóc, bởi vì đâu đó mái tóc là một cái điều rất là đẹp của người phụ nữ. Nhưng mà vừa nghe những cái lời chia sẻ vừa rồi của chị Phương Khánh thì cho em một cái nguồn động lực, em cũng sẽ phát tâm đi hiến tóc sắp tới. Dạ. Lúc nãy chị cũng có chia sẻ là về thời khóa tu tập mỗi sáng của chị Phương Khánh sẽ là đọc kinh Địa Tạng, đọc chú Đại Bi cũng như là ngồi thiền. Thì em không biết là thời khóa tu tập miên mật như vậy trong suốt một năm vừa qua thì chị có thấy cảm nhận được những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của mình như thế nào hay không? Chắc là chị có thể chia sẻ cho đại chúng cùng lắng nghe. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn và cảm ơn cái phát tâm của bạn đã mong muốn là sẽ hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Với Khánh thì trong suốt hơn một năm vừa qua mà mình đọc kinh vào mỗi buổi sáng thì Khánh không chỉ đọc kinh Địa Tạng mà Khánh đọc kinh Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa và những cuốn kinh mà Khánh đang có tại nhà. Thì Khánh cảm thấy rằng là mình hiền hơn tí xíu với lại mình cũng ít có nóng giận. Với nhiều khi mình cũng hồi trước cũng hay để bụng nhiều chuyện lắm, giống như là con người rất là kiểu rạch ròi, nếu như mà bạn không tốt với tôi là tôi sẽ ghim. Nhưng mà bây giờ thì Khánh cảm thấy sống trong một cái cuộc sống mà mình không có giận hờn, không có oán giận ai á, mình cảm thấy cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi hơn. Mà khi mà mình không còn oán giận hay là mình không còn để bụng bất kỳ một ai nữa, thì khi mà mình đi ra ngoài á, mình cảm thấy mình tự tin vô cùng. Mình cảm thấy rằng là chỉ cần mình làm được cái điều đó thì mọi người xung quanh cũng sẽ làm được cái điều đó, thì cũng sẽ không có một ai lại đi oán giận hay là hận thù hay là ganh ghét một người mà trong lòng có một cái tâm từ bi. Cho nên là Khánh rất mong mọi người rằng là bất kể cuộc sống này có khó khăn như thế nào, bất kể những cái điều gì xấu nó xảy ra, thì không có cái gì khiến cho mình không tử tế với người khác. Cho nên mình vẫn sẽ luôn tử tế, kể cả khi họ là một người rất xấu với mình. Cảm ơn mọi người. Sẵn cái câu hỏi vừa rồi của bạn nữ á, Chí Dũng cũng xin chia sẻ là ở cái lần trước thì Hoa hậu Thùy Tiên cũng có về đây và Thùy Tiên cũng có đăng ký cái hiến tạng đó. Và khi mà Thùy Tiên đăng ký xong và kêu gọi mọi người á, thì ở bên bộ phận ghi danh á, báo là cái số lượng người đăng ký hiến tạng đã tăng vọt một cách đáng kể so với trước đó. Và Chí Dũng nghĩ rằng là như ngày hôm nay mà khi mà Phương Khánh chia sẻ về cái việc mà hiến tóc xong thì cái số lượng người đăng ký hiến tóc làm những cái nghĩa cử cao đẹp đó cũng sẽ tăng vọt một cách đáng kể. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là cái sức ảnh hưởng, cái sức hút
của một hoa hậu đối với các bạn trẻ rất là lớn, cho nên là chị Dũng cũng hy vọng rằng là Phương Khánh sẽ lan tỏa cái điều, những cái giá trị tích cực đến với cộng đồng nhiều hơn, và mong rằng là các bạn trẻ cũng sẽ lấy cái điều đó làm cái cảm hứng để mà thực hiện những cái nghĩa cử cao đẹp đó. Xin được cảm ơn câu trả lời của Phương Khánh rất nhiều. Xin mời những câu hỏi tiếp theo ạ. Hồi nãy giờ thì chúng ta đã nghe những cái câu hỏi của những bạn trẻ thôi, thì không biết là có những cô chú nào có những cái câu hỏi, những cái tâm sự cùng với lại Hoa hậu Phương Khánh không ạ? Xin mời những cánh tay đi ạ. Chắc là mọi người run quá rồi. Nếu mà các cô chú lớn tuổi không có những cái câu hỏi thì xin mời các bạn trẻ, có bạn nào muốn đặt những cái câu hỏi gì cho Hoa hậu Phương Khánh đó không ạ? Nếu mà các bạn không có những cái câu hỏi thì Trí Dũng cũng có một cái câu hỏi này, Trí Dũng muốn hỏi Phương Khánh trong cái câu mà hỏi của bạn Nam ở đầu cái buổi mà vấn đáp á, thì bạn có nhắc về là khi mà trong cái cuộc thi mà Phương Khánh tham gia đó, thì khi mà được hỏi về cái vấn đề mà bức bách của cái thế hệ của bạn hiện nay là gì, thì bạn trả lời là ignorant, có nghĩa là cái sự theo Chí Dũng nhớ không lầm là có nghĩa là cái sự thờ ơ. Thì đối với lại các cái bạn trẻ đang tham dự đây, đang theo dõi bạn ngày hôm nay, thì bạn có muốn có một cái thông điệp gì đó mà bạn muốn nhắn gửi cho các bạn trẻ không? Dạ thì cũng nhân cơ hội con được có mặt tại đây ngày hôm nay, thì con cũng xin gửi một số đôi lời đến với tất cả các quý vị có mặt ở đây ngày hôm nay. Thì rất mong mọi người có duyên gặp nhau rồi thì cũng có thể kết nối nhiều hơn để có thể chia sẻ được những cảm nhận của bản thân khi tu tập theo Phật Pháp. Và con cũng rất mong rằng bản thân của mình cũng có thể giúp đỡ thêm cho nhiều bạn trẻ có thể có duyên với lời Phật Pháp. Đó cũng là một cái nguyện mà mỗi buổi sáng khi đọc kinh con cũng nói là nếu như mà con có duyên để con thành hoa hậu, thì con cũng mong rằng những người yêu thương con, những người yêu thương cái chặng đường của con đi, cũng có thể tìm được một niềm tin vững chắc đối với Phật Pháp. Và con cũng rất mong rằng tất cả mọi người ở đây sẽ luôn luôn đồng hành, sẽ luôn luôn tìm đến Phật Pháp mỗi ngày, mỗi lúc, và sẽ luôn có một niềm tin thật là trong sáng và thiêng liêng đối với Phật Pháp cũng như là Đức Phật. Cảm ơn mọi người. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái câu hỏi vừa rồi của các bạn khán giả đã đặt cho Hoa hậu Phương Khánh. Kính thưa quý vị, thông qua cái sự bộc bạch chia sẻ của Phương Khánh ngày hôm nay thì có những cái điều mà Chí Dũng muốn đúc kết lại để mà nhắn gửi đối với lại tất cả mọi người. Thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là qua những cái chia sẻ của Phương Khánh á, có một cái điều mà Chí Dũng thấy rất là đáng để chúng ta nhớ đến, đó là khi mà Phương Khánh trước và sau khi có được cái sự thành công, được mọi người biết đến, được nổi tiếng như ngày hôm nay, thì cô ấy vẫn giữ được cái sự mộc mạc, cái sự giản dị, vẫn giữ được cái tâm nhân ái, thương yêu tất cả mọi người. Thì Trí Dũng cũng hy vọng rằng tất cả mọi người cũng sẽ học và thực hành theo cái điều đó. Bởi vì ở trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta đều thấy rằng là không phải ai cũng may mắn là sẽ được mọi người biết đến, không phải ai cũng may mắn là sẽ được công chúng chú ý nhiều. Nếu mà chúng ta có thành công hay chúng ta có được một cái thành tựu nào đó thì đừng bao giờ mà chúng ta đánh mất chính bản thân mình. Hãy luôn giữ cái sự khiêm hạ, cái sự gần gũi để mà lan tỏa những cái giá trị tích cực đến cho tất cả mọi người. Đó là cái điều đầu tiên mà Chí Dũng muốn chia sẻ với lại đại chúng. Cái điều thứ hai á,
là thông qua những cái chia sẻ của Phương Khánh á, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái cuộc đời của chúng ta thì ai cũng sẽ có những cái khó khăn, có những cái chông gai, có những cái giông bão sẽ ập đến. Thì cho dù những lúc đó thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn hãy bình tĩnh, vẫn hãy lạc quan để mà tìm cách chúng ta vượt qua, hãy nghĩ tích cực và hãy sống tích cực để có thể vượt qua được những cái chông gai đó. Nếu mà chúng ta đau khổ, chúng ta nghĩ tiêu cực đó thì cái cuộc đời của chúng ta ngày càng trở nên u tối hơn thôi. Đó, mọi người vẫn thường hay nghe cái cụm từ là đau khổ đó. Nhiều khi mình đau thôi đã là mệt mỏi rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta bi quan, mình không chấp nhận với cái đau đó thì sao? Thì mình khổ hơn. Cho nên là mới gặp lại là đau khổ. Cho nên chị Dũng hy vọng rằng á, dù ở trong mọi cái hoàn cảnh thì các bạn hãy luôn giữ cái tâm lạc quan để mà mình tìm cái cách để mình vượt qua. Giống như Phương Khánh chia sẻ đó, chỉ cần mình có cái ước mơ, là mình có cái đam mê, mình quyết tâm mình thực hiện cái ước mơ của mình, theo đuổi cái đam mê của mình, thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công. Chị Dũng mong rằng tất cả các bạn trẻ cũng hãy lấy cái điều này để mà mình có thể phấn đấu, mình đạt được cái ước mơ của mình trong cuộc sống. Và khi mà chúng ta có một cái ước mơ, một cái đam mê nào đó, thì mình hãy tranh thủ mà mình thực hiện cái ước mơ của mình. Chứ mình đừng chần chừ, mình đừng nghĩ ngợi là đến khi nào mình mới thực hiện. Bởi vì chúng ta chần chừ như thế thì biết ngày nào chúng ta mới đạt được cái điều đó. Các bạn hãy nhớ rằng Đức Phật từng dạy là cái đời người của một người á không phải kéo dài vài ngày, vài tuần, vài tháng hay là vài năm, mà cái đời người chỉ tồn tại trong một hơi thở thôi. Khi mà chúng ta thở vào nhưng chúng ta không thở ra thì cái mạng sống của chúng ta cũng không còn. Đức Phật dạy cái điều này để chúng ta thấy rằng là cái đời sống của chúng ta vốn dĩ rất là mong manh trong cái sự vô thường. Nhưng khi mà mình biết được Phật Pháp rồi thì trong cái sự mong manh vô thường đó, là chúng ta sống như thế nào để cho mỗi một phút giây trôi qua mình không bỏ lỡ những cái đam mê ước mơ của mình, và mình dùng cái cuộc đời của mình để mình lan tỏa những cái giá trị, những cái cống hiến cho cộng đồng, cho mọi người, thì cái cuộc đời chúng ta lúc nào cũng như một cái đóa hoa tươi đẹp, tỏa hương thơm ngát đến cho mọi người xung quanh. Thì đó là những cái điều mà chị Dũng nghĩ rằng là qua những cái chia sẻ của Hoa hậu Trái đất Phương Khánh ngày hôm nay, mọi người sẽ có thể có được cái cảm hứng để mà chúng ta sống tích cực hơn, chúng ta có thể làm được những cái điều tươi đẹp hơn cho cuộc đời này. Và một lần nữa thì Trí Dũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Và Trí Dũng xin cảm ơn đối với Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, bởi vì là bạn đã dành một cái khoảng thời gian quý báu của mình để có mặt ở đây ngày hôm nay. Thật ra thì không dễ để mà chúng ta có thể mời được một cô Hoa hậu quốc tế đến đây, đúng không đại chúng? Mà ngày hôm nay Phương Khánh bạn đã thu xếp với công việc, mặc dù Chí Dũng biết rằng là bạn rất là bận rộn trong các cái dự án cũng giống như là những cái mà kế hoạch sắp tới của mình, nhưng ngày hôm nay bạn đã dành cái thời gian của mình để có mặt trong cái chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật, để mà có thể lan tỏa những cái giá trị tích cực để truyền cảm hứng đến cho mọi người về Phật Pháp. Thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Chí Dũng nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo sẽ gia hộ cho Phương Khánh cũng như là gia đình của bạn lúc nào cũng được bình an. Và Chí Dũng cầu chúc cho cái sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng thăng hoa hơn, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên cái sự nghiệp của mình. Và dù cho dù sau này bạn có thành công, có bước đến những cái đỉnh cao, những cái vinh quang mới, thì Chí Dũng mong rằng bạn sẽ luôn giữ cái hình ảnh là một cô Hoa hậu
mộc mạc, một cô hoa hậu gần gũi để có thể lan tỏa cái sự nhân ái của mình, những cái giá trị tích cực đến cho cộng đồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại phần trao quà của ban tổ chức ngày hôm nay, để mà đáp lại cái phần cái sự tham dự, cái tấm lòng của Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh. Thì quý thầy ở trong ban tổ chức của chương trình Talk Show Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật cũng có những cái phần quà như một cái lời tri ân đối với lại Hoa hậu Phương Khánh. Và ngay bây giờ thì xin mời Phương Khánh hãy tiến ra phía trước, và chúng con xin cung thỉnh thầy Ngộ Huy sẽ đại diện cho quý thầy trong ban tổ chức gửi tặng, trao tặng những cái phần quà đến với lại Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh. Chúng con xin cung thỉnh thầy và xin mời bạn tiến lên phía trước. Xin ba âm thanh hãy giảm nhẹ xuống và ngay bây giờ thì cũng nhân sự có mặt của Đại Đức Thích Ngộ Huy ngày hôm nay, hồi nãy giờ thầy cũng đã lắng nghe những cái sự chia sẻ của Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh. Chúng con xin cung thỉnh thầy có đôi lời đối với lại đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hoa hậu Phương Khánh cùng các bạn trẻ, hôm nay chùa chúng ta được vinh dự đón Hoa hậu Trái đất về tham gia cái buổi talk show hôm nay. Lời đầu tiên là chúc mừng Hoa hậu cũng như tất cả bạn trẻ có mặt hôm nay. Qua sự chia sẻ của Hoa hậu, thầy có mấy ý. Thứ nhất về nhân duyên tốt lành mà cô hậu đã nói ra đến với Phật pháp được là ở gần chùa. Đó là một cái nhân duyên. Nhiều người ở gần chùa mà chưa biết chùa, nhưng Hoa hậu là sao? Do cái nhân duyên gần chùa mà lúc tôi còn trẻ gần chùa đã biết đến chùa rồi. Đó là một cái nhân duyên lành rất tốt. Ở đây rất giống y như các bạn trẻ ở đây. Quý bạn ở xa gần nhớ đến chùa, tới ngày tu tập một đường, đói quý vị cho Hoa nghĩ một vàng pháo tay trạng tháng thương đó. Đó chính là gần chùa đó. Cái ngày đó là ngày quý vị là không có được đi mà quý vị về đây, đấy là quý vị gần chùa, nhớ đến chùa, nhớ đến đồ là quý lắm rồi, là phước báo lắm. Vì thứ hai nữa là chiến thắng chính mình. Hoa hậu chiến thắng chính mình là sao? Hoa hậu dù là sao, dù có sự gì thị phi rất nhiều, mà trong cái tâm mình là sao? Cái tâm mình là chân thật và trắng trắng, hy sinh cái mái tóc đẹp của mình. Mái tóc là gấp con người mà họ hy sinh để mà cứu. Nhưng mà trong đó cửa sở dịu dìm pha chiến thắng chính mình. Chiến thắng, Đức Phật nói chiến thắng ngàn quân địch không bằng chiến thắng chính mình. Do chiến thắng chính mình cho nên ngày hôm nay mới có mặt ra thôi, không phải chiến thắng quân địch làm đó. Cái đó là quý vị làm. Cái điều thứ một cái điều nữa là chiến thắng mình, nhưng mà sao mình là hạt gì, hạt lúa gì quý vị biết? Là hột lá, lúa mà lùm có hai loại lúa mà lúa lép thì gì nó thẳng, mà lúa chắc gì nó cao. Hoa hậu là người gì? Hạt lúa chắc gì nhận triệu, biết khiêm tốn, biết hạ mình, biết khiêm tốn. Người nào biết khiêm tốn, biết hạ mình là người đã thắng.
Mặc dù là có tên có tuổi vẫn khiêm tốn, cho nên khỏi tiếc khiêm tốn dành cả ngày hôm nay. Các bạn lấy cái đó làm gương, và chúng quý thầy ở đại cùng tới lấy cái đó làm gương để mà học. Mình biết lùi biết mình, do đó nó có được cái gì, điều được cái thắng dương, mình cũng có tích tụ. Nếu một người mà có tên tuổi nhiều hôm nay khó dễ gặp. Và hai nữa là do biết khi mà biết khiêm tốn, biết học hỏi, biết cho nên là sao không gì khiêm tốn, cho nên là sao mình được gì hương thơm là đi ngược lại. Và Đức Phật có nói này, hương đức hạnh của người là hương gì, hương đi ngược gió bên từ xa. Cô đây cũng có được phần đại. Quý vị cho qua một tay. Cho nên đối với chúng ta vào ngày hôm nay rất vinh dự được Hòa Hảo Trái Đất chia sẻ cả một tiếng đồng hồ. Đó là một cái bài học lớn đối với bạn trẻ chúng ta trên cái hành trình để mà tu học nhiều hơn. Trong đó nghĩa là bản thân Hòa Hảo, trong một cái vấn đề nữa là bản thân tự tu học. Nếu không có duyên đến chùa, mình cũng có gì thời khó dành riêng cho mình, trì chú tụng kinh bái sám, đó cho dành cái thời gian cho mình, đó là cũng là một điều rất tốt. Biết đi con đường Phật, tại vì trong cái lời của Phật á, mỗi bài là mỗi tô thuốc, tùy theo cái tô thuốc mà mình áp dụng mình, chứ không phải là một cái tô thuốc mà nó giải quyết hết, nó giải quyết từng cái. Do bản thân Hòa Hảo đã nắm được như lời dạy Phật dạy, cho nên rất hoan hỷ mọi vấn đề mà cái trách trở đều vượt qua. Cho nên ở trong một cái câu có dạy rằng là tâm chẳng xa đà vào cảnh, mà cảnh chẳng dính vào tâm, nghĩa là buông mình không dính. Cho nên ngày hôm nay là Hòa Hảo làm được cho đó, cho nên rất ung dung và tự tại. Cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm ơn những lời chia sẻ thật ý nghĩa vừa rồi của Đại Đức Ngộ Huy. Và bây giờ thì chúng con xin cung thỉnh Thầy và xin mời Hoa Hậu Nguyễn Phương Khánh cùng đứng vào vị trí chính giữa và xoay mặt để chụp một tấm hình lưu niệm đối với khán giả ạ.